Vâng, xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, số 5 ngõ 198 Thái Hà, những lô sản phẩm đầu tiên của hãng Grifom đã cập bến tại Thiên Hà. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu cùng các bạn một bộ đôi sản phẩm, đó là Pre và Pau của hãng Grifom với mã thương hiệu là Essen. Với năm 2019 tại triển lãm Stereo của những thương hiệu lớn nhất của châu Âu cùng hội tụ về, thì hãng Grifom này đã giới thiệu một dòng sản phẩm mới, đó chính là dòng Essen. Đây là một sự kết tinh của 35 năm của các kỹ sư của hãng Grifom và luôn chứng minh các tính vật lý trong bộ đôi sản phẩm này là nó đã được hoàn thiện với những màu sắc âm thanh cũng như là chất lượng sản phẩm, cộng thêm mấy sự tinh hoa của vùng Scandinavia, đó chính là quốc gia Đan Mạch, nơi hội tụ của rất nhiều các dòng sản phẩm của dòng audio. Và dòng Grifom này đó là một hãng có một thương hiệu rất nổi tiếng, đó là hàng Ultra High End. Còn trước mặt các bạn đây thì đây là chúng tôi vừa mới được nhận hàng. Và luôn vừa ngay là chúng tôi muốn giới thiệu dòng sản phẩm này để cho các bạn có một sự cảm nhận. Với con Premly này thì có trọng lượng lên tới 24 g với thể tích khối. Thì bây giờ tôi sẽ xin được bóc và khui ngay cho các bạn. Với tính thân thiện của các người ở Bắc Âu, đó là vùng Scandinavia, thì ngay từ cái vỏ thùng người ta cũng đã lấy thấy là những cái vỏ thùng bằng các loại gỗ rất là tạp thôi, nhưng mà người ta đã ép vào, sau đó người ta đã thiết kế ra một cái thùng như này, thì tôi đánh giá rất là cao về tính bảo vệ môi trường. Đó, các bạn thấy có một cái sự tức là rất là linh hoạt khi bóc cái này thì thấy rất là nó là đơn giản. Và trên đây thì là đây là một cái sơ đồ của cái hệ thống đóng thùng này. Và trên tay tôi đây thì là một cái hệ thống, chắc tôi đoán đây là remote. Vâng, đã có sự thay đổi rõ rệt về cái phần remote này, trông nó cũng rất là cách điệu. Với phần remote được đặt trong hộp này thì trông cũng rất là đẹp và sang trọng. Còn ở dưới này thì hãng cũng luôn cung cấp cho các bạn một đôi găng tay để khi mình bóc vào khui thùng này mình sẽ có một cái chất lượng hơn, khăn. Và đây là phiếu bảo hành của hãng. Đây là manual, tức là đây là giới thiệu về lịch sử của hãng Grifom cũng như là chủ tịch hãng đã có sự hiện diện cùng với cả tất cả các đời Grifom rất nổi tiếng như là Kunisum cũng như là Evo Signature. Và đây thì là một phong cảnh rất là đẹp, yên bình của đất nước Đan Mạch. Và đây là một bộ hệ thống test truyền thống của hãng với những hệ thống tham chiếu đầu bảng. Thôi, còn chủ đề chính ngày hôm nay thì tôi xin quay lại để bóc cho các bạn vì tôi cũng sốt ruột quá rồi. Khi bóc thì các bạn cũng luôn nhớ là phải có sự thao tác đúng để luôn giữ được cho sản phẩm mình trong cái điều kiện tốt nhất. Và đây là chắc là đây là hệ thống là dây là gọi là cái trigger để nối để linh. Còn đây là một cái dây nguồn. Với những dòng sản phẩm cao cấp thế này thì có cái dây nguồn này thì không thể nói là điểm A được. Nhưng mà thôi, cái hãng người ta cung cấp thế nào thì mình cứ đồng thuận nhận như thế. Với tôi thì tôi cũng vẫn muốn bóc cẩn thận hơn là phải bóc tách hết tất cả những dòng sản phẩm này ra để khi mình bê đồ ra thì nó phải hết sức cẩn thận. Với các cái tính toán mà để có được một cái vỏ thùng như này cũng rất là tuyệt vời rồi. Đó, các bạn thấy rất là hay không? Chỉ là các tấm gỗ ghép vào và sau đó nó chơi theo kiểu ghép hình thế này, nhưng mà lại cho ra một cái khuôn mẫu được một cái thùng khí bê rất là chắc chắn. Đó, các bạn thấy tiện không? Còn đây là các bọt chống ẩm. Vâng, các cái sự hiện diện dần của con Pre này bắt đầu cũng đã được hé lộ dần dần rồi. Đó, khi các bạn nhìn thấy đây là một sản phẩm nguyên siêu thì tất cả các dòng sản phẩm này nó cũng sẽ được set như thế này.
cái phần này là tôi thích nhất đây. Wow. Vâng, vẫn giữ được cái nét cấu trúc giữa phần mica đen cộng với cả về phần nhôm đã được anode hóa. Nhưng mà với hệ thống tản nhiệt thì tôi thấy đã có sự khác biệt rồi. Nhưng mà với chiếc Preamy thế này thì tôi nghĩ đây cũng là một cái sự cách điệu rất là đẹp. Có hình trông giống như là chữ V, đây là biểu tượng của một sự chiến thắng. Hay là giống như một đồng hồ cát. Vâng, thời gian quý như vàng. Thì tôi nghĩ đây là cũng là một cái biểu tượng rất hay. Còn sau đó thì tôi cùng các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa về mặt kỹ thuật khi chúng ta lên trên phòng test lab. Còn bây giờ thì với phần pre này thì tôi sẽ xin dừng tại đây và tiếp tục bóc xuống hai cục power. Vâng, sau khi bóc ra thì cũng tương đối là mất thời gian vì cặp power này nó có công trọng lượng lên tới tận 54 kg. Và trên tay tôi đây chính là một cái dây trigger để khi mình kết nối với các hệ thống đời xa thì mình có thể dùng một hệ thống điều khiển tắt thì nó sẽ đồng bộ sẽ tắt. Đó là một cái điều kiện rất là thuận tiện để cho người chơi khi lắp đặt hệ thống lớn trong hệ thống âm thanh mà mình sử dụng. Còn với phần dây nguồn này thì đây chính là dây C19. Vâng, dây nguồn này thì nó cho một cái nội lực, cái năng lượng rất là mạnh vì đây là chiếc âm ly có dòng siêu tuyến tình siêu cao với hệ thống current MOSFET với mạch thuần class A. Nhưng mà cái đó thì tôi và các bạn sẽ tìm hiểu. Còn bây giờ thì tôi rất là muốn nóng lòng bóc ra xem cái sự hiện diện mới của dòng Clifon này có gì khác biệt so với các dòng cũ không. Đầu tiên thì khi bóc ra thì các bạn sẽ được trải nghiệm một tấm vải đen để chống sức hoàn toàn với mặt của Mica. Vâng. Thật là trông vững chãi, nhưng mà năm nay thì hãng Clifon đã có sự cải tiến rất là rõ rệt về cấu trúc nhìn, tức là nhìn thì nó sẽ không hầm hố như là các dòng sản phẩm trước nữa mà nó có cái sự mềm mại và cái sự đơn giản đi. Nhưng khi chưa xông điện vào nhưng mà tôi hiểu cái này thì nó sẽ còn có một cái nét thuần túy đẹp, nó mang tính tự nhiên hơn. Và tại sao tôi vẫn thích dòng Clifon là vì khi nghe nhạc thì mọi người sẽ tưởng tượng ra nhiều đến các âm hình và âm sắc của âm thanh, thì dòng Clifon này luôn làm các dòng sản phẩm này với các màu cấu trúc màu tối đen và hệ thống cánh tản nhiệt thì trông quá đã luôn, quá đẹp. Thực sự đây là một kiệt tác của các kỹ sư đến hãng Clifon. Và cũng xin cảm ơn kỹ sư Muller luôn chứng minh tính vật lý trong các dòng sản phẩm Clifon, đưa tín hiệu âm thanh chất lượng nhất, tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất, nhưng tự tin cao nhất và cũng là tự nhiên tốt nhất thì đã đến đây. Còn bây giờ thì tôi sẽ set up hệ thống này lên trên phòng test lab của Thiên Hà và chúng ta cùng có một cái sự trải nghiệm về đặc sắc của màu sắc âm thanh của bộ Pro Essence này. Xin mời các bạn.